Sắt tôn son nâu đất siêu tôn da của 3CE. Chấn động quá mấy bà ơi, trên tay tôi bây giờ chính là hai thỏi son thuộc dòng son tin mới nhất của nhà PBA đó. Nên là mấy bà nhớ coi hết clip nha, sẽ không làm mấy bà thất vọng đâu. Phần packaging khá là đơn giản với thiết kế thân nhám lì nhưng mà cầm rất là chắc tay nha mấy bà. Màu đầu tiên tôi có ở đây là 03 B Classy. Màu này kỹ là một tông cam đất nhưng mà có cả ánh hồng nữa nên là phải nói thật rất là xinh luôn á. Độ cân bằng giữa sắc hồng và cam rất là tốt nên là sẽ không gây xỉn răng của mấy bà đâu. Tiếp theo thì là màu 04 B Glossy. Thì đúng như là tên gọi của em nó, đây là kiểu màu hồng đất rất là nữ tính luôn á. Độ bóng của dòng này thì không quá cao đâu nhưng mà được cái tin màu bám rất là lâu nha. Sẽ bám màu được khoảng từ 3 đến 4 tiếng nếu như mọi người không ăn uống nha. Bản đúp của 3CE mà giá chỉ bằng 1/10. Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, whenever you're near. Something in your eyes. Sắt màu son đẹp nhất của BBA. Một tôn son xinh như gái Hàn Quốc. Em chẳng còn vấn vương chi tiết nỗi còn lại. Lý do set son mini này siêu tiết kiệm. Lý do tôi siêu thích son của Winzy. Baby can you kiss me? Ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên mình, anh có thể nắm được chặt. Giấc mơ thì hay để anh chìm vào cơn sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vào mơ đang được đâu. Nếu em có từ hai màu hot nhất trong dòng son mới của Merzy. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 땡겨 전 더 땡겨 봐봐 기동차지. Một thỏi son bóng dành cho mặt mộc. Thử màu son xinh như môi em bé. Thỏi son dành cho mặt mộc. Sắt màu son siêu tôn da của Merzy. Sắt son BBA màu 38 phên phai. Looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 땡겨 전 더 땡겨 봐. Cách tôi đánh một đôi môi ombre siêu đẹp. Thu đi qua hay rồi mất mộng vời xa.